thiết yếu ở trong nhà nữa. Cảm giác sao ông Bân? À, vậy là giống như được chân thành cảm ơn bà con cô bác trong nước và ngoài nước, anh chị em bạn bè gần xa, đối tôi ai thương tôi thì nó mới chấp nhận làm vợ tôi, thì làm vợ với trăm năm chớ không giờ, và vậy ngày vợ bữa cũng như là vậy ngày bữa là không tách rồi. Sao? Sống cuộc sống hạnh phúc, vợ chồng hạnh phúc với nhau đó, chung thủy với nhau, đó là niềm vui, là hạnh phúc của mình. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác, quý anh chị. Vào buổi chiều hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang. Và không giới thiệu thì chắc có lẽ là cô bác, quý anh chị cũng sẽ biết được ngồi kế bên cạnh Bùi Hồ là ai. Đây là ông Ba, người ta thường gọi là ông Ba Ve Chai. Trước đây khi cuộc sống ông Tư còn ở đây á, thì ông Ba với ông Tư là những người bạn chí thân với nhau. Ngày hôm nay thì ông Tư lại trở về lại với con mình, thì ông Ba lại bắt đầu chìm ghe. Cũng có cơ duyên á, gọi là cơ duyên hay như thế nào á, CV mình được chìm ghe thì ông Ba lại được Mạnh Thường Quân cùng chung tay góp sức với nhau để có một cái ngôi nhà. Tuy là nó không sang trọng như những cái ngôi nhà khác, nó chỉ là nơi che mưa che nắng cho ông Ba, nhưng đối với ông đó là một tài sản vô cùng quý giá. Và buổi chiều hôm nay thì con muốn nghe cái cảm giác của ông Ba như thế nào khi được mọi người chung tay nhau giúp đỡ, không chỉ có coi ngôi nhà mà ông còn có được cái những cái vật dụng thiết yếu ở trong nhà nữa. Cảm giác sao ông Ba? À, vậy là giống như được chân thành cảm ơn bà con cô bác trong nước và ngoài nước, anh chị em bạn bè gần xa, sự giúp đỡ tôi đó là sự cố của tôi đó là tôi lúc đầu tôi cũng buồn lắm, tôi không biết là ăn đâu, ở đâu, ngủ đâu, rồi nấu đâu, rồi sau cùng đó là nhờ cái sự mà đồng cảm mà giúp đỡ cho tôi lên và cất được cái căn nhà nơi ăn chỗ ở đó, là tôi rất là mừng, là không mừng bằng mà được cái ngôi nhà mình ở đó, đó là quá vui rồi, quá mừng rồi. Nói vậy đó, tôi là không biết nói gì hơn, là giúp đỡ tôi những cái gì mà đang cần, thì cũng như là cái vật gió, rồi cái nệm, cái chổng, rồi mùng mền, chiếu gối đó, đầy đủ hết, đầy đủ hết đó. Dạ. Coi như là ra riêng cho ông Ba lấy vợ. Rồi mà mua cái gỗ ốp chén đó. Bây giờ bình ga với bóng đèn mặt trời năng lượng á. Vậy là mọi người chung tay nhau, vừa có vốn mà vừa có của nữa. Dạ. Cuộc sống của mình bây giờ thì nó đã tạm ổn hơn rất là nhiều. À, đúng rồi. Ông Ba có chia sẻ rằng sống ở đâu cũng được, nhưng mà cái nơi này là ông Ba đã quen từ đó giờ, thì ông Ba sẽ chủ cuộc sống ở đây. Ở clip trước thì cô bác quý anh chị có hỏi là cái radio của ông Ba đâu, thì radio của ông Ba nào cô bác quý anh chị vẫn còn ha. Còn đây là cái điện thoại phe cổ này, phe cổ bỏ vô phải ăn cái cổ bỏ vô tiền luôn. Ủa sao á? Còn này là những cái mà cái thùng ông Ba phế liệu ông Ba nhặt về nè. Còn lon bia bên kia là hôm trước hình như là ăn tăng gia, mọi người đến chung vui với nhau á thì ông Ba để lại đó. Yeah. Lon bia thì bao nhiêu một lon? Ờ này cân ký. Nhiêu ký? Ký 4.000. Còn này 4.000 đúng không? Ờ 4.000 á. Còn lon bia? Lon bia liền lon 300 đồng. Lon 300 đồng 10 lon 3.000. Ờ 20 lon là được 6.000, lon bia 250.000 bán lại được 6.000. Lon bia chứ. Ờ. Là chiều nay ra đây ngồi chơi thấy ngồi ngắm hoàng hôn bình minh, ngắm xe chạy hay sao, hay là ngắm bà nào? À, ngồi đây gần xe nó chạy phóng mát. Không sợ không ngắm bà nào mà. Mà thấy mặc đồ đẹp nè. Nè mặc đồ đẹp nè, thấy không? Cô bác có vậy thấy không? Mặc đồ đẹp ra đây nhìn cái cô ba nào chạy ngang, có thể cô ba cô bảy gì đó chạy ngang thì có thể hút vô nhà chơi, hút vô nhà để mà tâm sự được không? Cái đó cần tốt, cái đó người quay à, thấy mừng quá trời, cánh đợi nhà vui quá rồi, mừng chứ. Thật ra thì những tuổi cao như thế này, như ông Ba á, thì khi có được một cái ngôi nhà thì nó không có gì vui bằng.
cô bác quý anh chị cứ tưởng tượng cái cảnh mà khi mà chìm ghe mà 2 giờ khuya mà chỉ có thui thủi chỉ có một mình thôi thì biết nó tuổi đến giường nào ha. Và ngày hôm nay thì ông ba hãnh diện gần cho mình có được một cái ngôi nhà. Mặc dù cái ngôi nhà này, cái nền này đó thì được người ta cho để ở thôi, nhưng mà nhiêu đó là cũng là cái nơi để mà ông ngủ vào những buổi tối nó rất là ấm cúng. Và hôm trước thì có Đạt Đồng Tháp với lại Út Đồng Tháp có hỗ trợ cho ông ba mua thêm một số vật dụng trong nhà. Bây giờ thì mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Qua nửa tiền là gửi cho mọi người hết đúng không? Cô bác quý anh chị có dặn rằng á là tiền của ông ba nên nhắc ông ba là gửi cho người nào đó thì ông ba cũng đã gửi rồi, không có nó đâu nha. Đi, mấy ông cháu mình đi. Đây. Có nhìn radio mắt thôi. Ấy dạ. Cái diện tích của căn nhà thì cũng khá nhỏ nhưng mà mình cũng có thể cảm nhận được rằng một mình ông ba nhiêu đây thì sống cũng ấm cúng lắm rồi. Có một cái miếng màn nè, có mua được cái đồ lau chân nữa nè, có mua được một cái giường nè. Trời, cái giường này nhiêu tiền á ông ba? Triệu ba triệu tư á. Triệu ba triệu tư á hả? Ừ. Ồ, có mua được cái quạt nữa kìa. Ừ. Rồi, bật được không? Để bật cho ông coi với. Rồi, ở này bình này là hết bình sao sạc không ba? Đợi nhỏ cháu đi mà đúng cây không biết làm về không biết nữa. À. Ồ, mát dữ rồi. Ừ. Đêm ha, có cái quạt bằng bình luôn, rồi tắt đi để hao điện. À, dạ hay ha. Rồi. Rồi cái này là cái giường. À. Giường này giường sắt. Rồi giường sắt. Cũng đẹp chứ. Ừ. Giường màu này cũng dễ chịu ha. Ừ. Cái giường này sao hai người ngủ đủ? Quá là ngủ mà ra hai người hẹp đó. Sao chưa giờ tên tính gì kỳ vậy? Tính thì mong mong mơ. À. Tính nó có chứ, tính nó có chứ, cũng có động. Chơi khô. Đóng mình lên đó. Nó vui thôi nha, hôm nay thì có đóng thêm cái này nữa không ba? Ừ. Miếng này là miếng cách nhiệt. Quá là miếng cách nhiệt một mét rồi như 30 ngàn vậy. À. Còn kia cái đèn năng lượng mặt trời cái này sáng đúng không? Ừ, cái này 1.100.000 triệu mốt đèn solar light. Ừ. À, 1.100.000 đèn này êm á. Nè, đưa hết rồi chơi từ từ, tham quan từ từ. Ừ. Sống chiến. Ô trời, hôm trước là thấy cái sống chiến nó cũ rồi, bây giờ bán phế liệu luôn hay giờ? Ờ, bán phế liệu rồi, cái này là 300.000, cái này 1.400.000. Cái này 300 hả? 300. Ừ. Hai cái 1.700.000. Em ha. Ừ. Cái này là để cho nó không có bị nước á. Ờ. Nó bây giờ đi phun kỹ làm cái này hay ha. Dạ. Đó. Đó, nó không bị bụi bay vào. Ờ. À, hôm trước có một cái vấn đề nói với ông ba nè. Tôi quên nữa, cái sàn này ở dưới này là để đồ cho cẩn thận nha. Ừ. Để thôi nó rớt xuống dưới là lượm không có được nha ông ba. Rồi rồi. Nè, như điện thoại nè. Điện thoại này lọt đó. Ừ. Lọt xuống là nghỉ luôn á. Lọt cái là kêu luôn á. Hết cái lượt luôn á. Hôm nay cơm gì? Cơm được rồi. À, cái đầu nó hư đổ bói cho. Để 3-4 ngày luôn. Dặn mà cá kho cái tép á. Mọi người dặn là ông ba không có được con điện cho ông ba đó, nhớ không? Ờ, nhớ rồi. Không có được trùm cái miếng vải lên. Ờ. Mà chỉ là nấu xong rồi mình lau chùi sạch sẽ là được rồi. Ờ. Mình để cho nó nguội hay lau để sao phỏng tay nha. Ờ. Ờ. Rồi, đi ra sao, đi ra sao. Đi ra sao, thôi lượng nó. Ờ, bảo... ờ, ông ba đỡ nó đó. Ờ, đỡ cho ăn. Đó. Trời, cái này chỉ còn thiếu bà thôi chứ thiếu ai nữa. Bây giờ tiếng ghe là hộp sáng là chú Kha là sàn nước này chi phí nhiêu nữa? Ở đây cây không là lấy được cây là 200.000, còn rồi ta làm công quả chú Kha làm công quả không có lấy tiền. Có nghĩa là chỉ đóng giùm thôi chứ không có lấy tiền gì hết đúng không? Đúng. Rồi đây là rửa chén đây hả? Rửa chén đây, nó cũng thuận tiện, nó làm cái này cũng có thuận tiện rồi. Thuận tiện. Ừ. Nó không bị hụt chân nè, tắm ở đây nước múc lên đây tắm nè. Ờ. Có ai kêu truyền nước được truyền không ba? Hả? Có ai kêu truyền nước cây á? Ờ,
Hồi đó giờ tôi chưa nghe mấy chuyện nước lọc xài cũng... Đúng rồi, chuyện nước cây mình tắm. Ừ. Đạt ơi, có chuyện, ở đây có chuyện nước cây được không ta? Không. Ở đây không được rồi. Không. Đâu có không nổ được chuyện. Ừ, đâu có chuyện ké, chuyện hơi á, chuyện ké hơi á. Rất là không, đâu có hộ khẩu đâu. Ờ, đây mình đồ làm cái đồ mén thau giặt đồ. Ờ, không chiến rồi ha. Như ga riêng lần hai luôn trời. Giữ thì ông ba ơi, ông ba bữa nay không còn là ông ba bình thường nữa mà trở thành ông ba xịn sò. Ôi, chưa leo lên nó. Không, ông sợ nó cắn rồi. À, có cái cây chịu lại đúng không? Ờ, có cây chịu lại. Bướng ta cẩu này lên hả? Ừ. Sáng nó cẩu cái này nè, trơn cái đầu ngóc lên nó bắt đầu bơm. Bơm nước ra? Ừ, bơm nước ra. Cuối cùng là sao nó bị lủng? Ờ, hôm đó vậy ra. Nó nằm gì ra. Đây quay. Dạ. Chừng chỗ này làm chỗ đi vệ sinh ngoài này ha. Ờ, làm đi vệ sinh đây nè. Ở ngoài này, còn trong kia là rửa chén. Ờ, đây ra. Đâu? Hôm đó rồi cái cây này phải không? Nằm thuốc này nè. Nó nằm thuốc này, cái nước rồng đó. Nó nằm cái này, nó nằm giữa đây nè, còn ngắn nè. Ừ. Thành ra cái đầu này nó cao, cái mũi nó gì ra. Cái mũi nó chìm xuống, cái đầu nó nhỏng, cái đít nó nhỏng lên. Ừ, đúng rồi. Sau đó là nó đâm vô. Ừ. Ừ. Ờ, quên đó. Đâu có đẩy ra đâu được, bị càng gàn dây nè. Ừ. Bây giờ làm sao coi. Ủa, rau ngổ này ông ba trồng hay vậy? Ông cũng ta. À, con tưởng đâu cũng ba trồng. Ừ. Rau này ăn ngon lắm à ông ba? Ừ, rau này cứ nói vậy, nó xào nó ngon lắm đó. Dạ. Cái này phải cái này phải... Kiếm một cái cây chịu nữa. Kiếm một cái cây xuống. Ừ. Cho nó cao lên, để nó cắn lên đây mà cái chết nữa rồi. Ủa, mà sao ấy được ba? Sao... nó chìm ở đằng sau đúng không? Ờ, nó chìm mũi chìm trước, cũng như cái này cái đất đó ông, nó chổng là cái này cái đất nè. Ừ. Cái mũi nó đâm xuống nè. Dạ. Rồi đi. Cái này phải để ý nó mới được. Để ý nó. Ừ. Rồi dán này ta đóng lại cho mình luôn hả? À, đóng rồi lúc đầu tiên thấy nè, coi nó chìm ba đợt đó. Dạ. Rồi mới ra cửa sáng. Dạ. Mớ ai này ai chùi? Tôi chùi. Rồi luôn hả? Lấy mình chảy mình chùi luôn á. Ờ, ngồi đây đi chỗ vui. Ừ. Ờ, có cái dầm đấy mà đi bơi nhặt ve chai đó hả? Đó, à, cũng như bỏm mà tôi nói mua dầm đó có người ta thấy rồi, người ta ghé người ta cho. Ta cho? Ừ. Ở ngày đi nhặt ở trên bờ hay dưới sông? Ừ, nhặt trên bờ. Nhặt trên bờ? Ừ. Sợ chìm hả? Bà. Gì hả? Gì không má? Nó lấy. Nó làm gì? Cái cộng là tốn nó tốt dữ vậy, đến nó chìm tới nỡ chết nữa. Đó trời ơi, giờ sống mà ai coi coi chừng rồi. Ghê không mọi người? Trời rồi lúc dữ rồi. Ở về đây nó cộng không sao đâu. Rồi lên đây không sao đâu. Ừ, nó cộng, nó cộng là tốn nó tụt chứ. Rồi đây đi cho vui. Rồi rồi qua bên đây. Vậy là hết rồi, nước ướt nữa rồi. Bộ có bộ quần áo mới chiều ra mặt để mà cưa gái cưa bà ba mà bây giờ ướt rồi trời, uống trời hả? Sao rớt có chuyện cái sao phải kiếm bà ba phải không? Bà Tư không có, đừng nói bà ba. Thì mới đấy đó, sợ do cái quần, cái bộ đồ mới kìa. Ừ, mới ra quần sạch sẽ đó. Từ ngày ông ba đi sao, ông Tư đi rồi ông ba dọn lên chứ vậy? Thì ổng đi rồi mình sự cố chìm đó, mình dọn đồ lên có gà cửa nở cho nó nó không còn sợ chìm lên chìm xuống nữa. Cứ ngủ trên rảnh mà tôi tưởng nó muốn ghe nó sàn thấy luôn, cũng chụp cây ra. Nhưng mà ý cô nói là bây giờ là dọn lên sao nhìn đẹp trai quá vậy? À, trời ơi trời, tưởng đêm nãy giờ tưởng dọn đồ. Sao? Mình phải trang trí. Gì? Nó lại. Trai có đồ mới rồi mặc chứ ở. À, bởi vì ông bà người ta đừng nói có một câu gì nè. Nói không giận nghe, con học lại thôi. Ở đời thì nhiều dạy ít khôn. Đồ gách đem mặc
mà đồ lành đem chôn. Mà ông ba vậy là ông ba khôn á, ông ba đồ mới ông ba đeo mặc hết luôn. À, đúng không? Về bây giờ chỉ còn trong cái nhà này thì kiểu là sao ta, đầy đủ thì cũng đã đầy đủ rồi nhưng mà nó vẫn còn thiếu thiếu gì á. Ví dụ như có bà nào mà thương ông ba chịu làm đám cưới không? Nên tao thương mình mới thương lại chứ. Nhưng mà thương làm đám cưới bà kia bà nói là bây giờ cưới tôi mới chịu rồi, chịu không? Giờ mới được cưới rồi. Hả? Già ở đám cưới gì nữa? Thì ví dụ cưới làm trang trí rồi kiểu là làm cửa ngõ đồ lên vậy á. Rồi mình làm mặc áo làm chú rể đồ lên chịu không? Hả? Có rồi. Sao? Ai thương nữa bữa. Nhưng mà có kìa, người ta có nhưng mà ta chưa nói thôi. Hồi đó không có nhà, sống dưới ghe, người ta không biết tối, ta không biết ngủ đâu. Bây giờ có nhà rồi, bây giờ bắt đầu người ta ngỏ lời, ta thương kìa. Ta điện con, ta nói Bùi Hồ bây giờ thấy ông ba thấy cũng đồng cảnh ngộ, cũng thương quá. Thì muốn làm bầu bạn với ông ba mỗi khi chiều về đêm xuống gì đó. Ta điện ta nói con vậy đó. Rồi hỏi ông ba có chịu không? Rồi. Thì cô sẽ là người bạn đời của ông ba trong cái khoảng thời gian sau này. Ai về thương tôi? Nhưng mà ta chịu kìa, ta nói kìa. Ông ba nói đi, đừng ta coi kêu coi ta biết. Nói đi, ta nói trời với ai mà thương? Nói thiệt đó. Ba chọc hoài. Con nói thiệt đó nha, con không có chọc đâu. Nói chọc kìa đâu rồi. Thiệt mà. Bây giờ nè, nhà điện cũng có sẵn nè, quạt có sẵn nè, giường có sẵn nè, tiền có sẵn nè, rồi bếp ga đồ đầy đủ hết nè, trở thành ông ba đại gia chứ đâu còn ông ba ve chai nữa đâu. Còn thiếu à, con thiếu người vợ. Thiếu người vợ. Từ từ nha, từ từ nha. Nói đúng rồi, chỉ còn mất vợ nữa thôi đúng không? Còn thiếu người vợ đó là rồi mấy ấm cúng gia đình. Số điện thoại số mấy nhớ không, đọc lên cho kiếm vợ đi. Ai cần đã bỏ mày đọc điện thoại làm chi? Đọc điện thoại người ta mới biết kết bạn với mình mới gọi qua lại, mình mới kiểu là làm quen. Không 0969 0969 468 468 840 840 rồi. 0969 848 đâu 468 468 840 840 đây là số điện thoại của ông ba, chỉ nghe những cuộc gọi từ những người bằng tuổi mà chỉ phụ nữ mới nghe, nam không nghe đâu. Nam nghe không? Mày nghe luôn, ai điện là nghe à? Ai điện là nghe, nhưng mà thích nữ gọi hơn đúng không? Nam nữ cũng nghe, nhưng mà có người bạn nữ cũng điện mình cũng nghe chứ. Vậy là con đặt cái tiêu đề này, nhà cửa đầy đủ, ông ba bây giờ chỉ cần thêm một người phụ nữ, thêm một người vợ nữa thôi. Thì có người vợ cũng như là ấm cúng gia đình. Cửa con. Ừ dạ. Sao? Thì đối diện là được, với người vợ thì cũng như mém gia đình mình có hạnh phúc, chúng ta có hạnh phúc để sống mình lên rồi thấy tôi phụ cũng buồn. Bây giờ mình nói một cái câu nào mình tỏ tình với người vợ mình tỏ tình với vợ mình nói là sao được không? Ví dụ con đóng vai là con là người phụ nữ, anh ba em thì cũng đơn chiếc, thì em có thể bầu bạn với ông ba, với anh ba tuổi già được không? Thì anh ba có chấp nhận em làm vợ của anh ba hay không? Ví dụ đưa mình trả lời ha. Dạ. Đối với đối tôi á, ai thương tôi thì nó có chấp nhận làm vợ tôi, thì làm vợ 700 năm chớ không giờ và dạng ngày giờ bữa cũng như là dạng ngày bữa rồi không tách rồi. Sao? Sống cuộc sống hạnh phúc, vợ chồng hạnh phúc với nhau đó, chung thủy với nhau, đó là
niềm vui là hạnh phúc của mình. Đâu, rồi nói lại. Con lại. Cũng như là... Người ta nói vậy đó, rồi ông ba nói sao? Ừ. Ý tôi nói vậy không? Cũng như là muốn làm vợ tôi đó, thì vợ chồng hạnh phúc trăm năm, có phải quả ngày hôm bữa. Để cũng như là vợ chồng mà có căn nhà đó, mái ấm gia đình, thì vợ chồng phải sống, phải tự tâm tự tình nhau, chứ đừng sống. Sống mà như tên là không thích rồi, phải không? Nó. Đừng thấy tôi có nhà cửa có tiền bạc lỗi vô à, sống ngày bữa rồi sống kì tiền không trai à rồi gì nữa nè sống chỉ có 30 năm nữa thôi chứ gì tới trăm năm nữa ông ba năm nay gần 70 rồi 30 năm nữa là được trăm rồi à. Thì sống đi gì nè ông ba nói sẽ nói bây giờ thương tôi á có thương tôi á thì đến với tôi ở bên tôi mình bầu bạn với nhau sống thêm 30 năm nữa thôi. Chịu không? Con chọc ông ba có giận không? Giận hả? Vậy có giận nó chơi giận gì? Nhưng mà có người bầu bạn gì cũng vui đúng không? Ừ. Cái người ví dụ em đi mạnh về mệt có vợ con hả? Thì nói chuyện mà nó cũng vui nhà chút cửa đó. Cũng vui chứ. Cuộc sống và già thì chỉ cần hai người mà nói thật ra thì cái chuyện yêu đương thì nó đối với tuổi ông ba thì nó không cần không gọi là không cần thiết lắm, nhưng mà quan trọng chỉ có ở về nhà thì gặp cái căn nhà nó không lạnh lẽo mà nó còn lại là một người phụ nữ đang chờ mình về để mà ăn cơm chung rồi những lúc cái gió trở trời bệnh hoạn thì còn có người lo nấu cho mình ấm nước, nấu cho mình một chén cháo thì nhiêu thao đó cũng thấy hạnh phúc cái tuổi già rồi đúng không? Đúng rồi, cái đó là cũng như người vợ chồng sống mấy ấm gia đình đó là cũng quá hạnh phúc rồi đó, cái vụ đó là quá hạnh phúc rồi. Chỉ cần vậy thôi. Ừ, chỉ cần vậy thôi. Thật ra làm bạn nhiều hơn là làm người yêu nữa. Ha. Bầu bạn thì hỏi rồi anh ăn cơm chưa ví dụ ha, ăn cơm rồi. Thì mấy giờ ông ngủ vậy đó, cũng như mình nói với bạn mà bạn đời mình đó, họ có điện thoại hỏi thăm qua lại mình cũng vui chỗ đó nữa, vui được gì cái là có người bạn gái mà điện hỏi thăm này nọ về hoàn cảnh. Chỉ cần một cô nào, một bà nào hiểu ông ba là được rồi. Dạ. Hiểu là mình không có đua đòi lắm. Dạ. Bây giờ cuộc sống giờ đua đậu thì sao chạy theo người ta, mình nghèo mà chạy đi đua đậu thì người ta đâu được, nghèo tính thức nghèo chứ cái đua đậu quá mình chạy không được đâu, không lợi người ta đâu. Nghèo gì con thấy bây giờ giàu cũng chết luôn, nghèo giàu giàu chứ còn gì nữa. Giàu rồi có nhà cao có rộng cũng này như vậy cũng quá mừng rồi, còn nhớ mình đó rồi sống rồi có được cái nhà đó quá mừng rồi à. Mấy ấm được mấy ấm gì đây quá mừng rồi, còn nhớ thì chỉ cần bao nhiêu đó thôi là đủ rồi à. Đến đây vào một buổi chiều như thế này à. Cuộc sống của hai ông cụ ngày nay nó đã khác hơn so với cách đây một tháng. Không còn là hai ông cụ nhặt ve chai, một người trên bờ, một người dưới nước nữa. Mà bây giờ là hai ông cụ của hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà cái cuộc sống nó càng ngày nó càng tiến bộ hơn, nó đổi mới hơn. Được mọi người quan tâm nhiều hơn. Và đặc biệt là mình cảm nhận được tình thương từ mọi người dành cho mình nó nhiều hơn. Vì trước đây á, ông ba và ông tư đã có những cái cuộc sống không thẹn với lòng mình. Chẳng hạn như con nói một cái câu đơn giản. Chỉ cần ve chai nó rớt ở dưới nước á, nó lên lên thôi chứ không phải là mình trộm cắp hay là kiểu gì. Đó là cuộc sống của những người quân tử đó, mặc dù khó khăn nhưng mình sống đi thẳng và bản thân mình nó gọi là ông ba gọi cái câu là không có án lương tâm, nó không bị cắn nhứt đó bao nhiêu đó thì bây giờ mọi người đã đồng cảm thương ông ba và hiện nay thì nó rất hiểu là tạm gọi là đầy đủ đối với thời điểm hiện tại. Thì đến đây con trước mắt á, con chúc mừng ông ba
chúc mừng ông có một cái căn nhà mới như ông đã từng mong ước. Cũng mong rằng sau này sẽ có một bà ba nữa để về chung sống cùng với ông ba. Như ông ba mong ước là chỉ cần bầu bạn với nhau tuổi già, chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn và thăm hỏi nhau mỗi khi lúc bệnh hoạn là vui rồi. Cũng chia sẻ clip này lên để cho cô bác của anh chị hiểu thêm về cuộc sống tình hình hiện tại của ông ba. Thôi thì con cũng chiều muộn rồi, con để cho ông ba còn ngắm bà ba nữa. Con xin chào ông ba và hẹn gặp lại ông ba ở những khi mà nếu ông có cần tụi con nhất thì tụi con sẽ đến bên ông. Và xin chào và hẹn gặp lại ông ba. Và một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã cùng chung tay với nhau để hỗ trợ cho ông ba cũng như là ông Tư có những cái hoàn cảnh có những hoàn cảnh khó khăn, nó có một cuộc sống tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau. Xin chào.